áo chặt nhánh tre chi vậy? Chặt cái nhánh tre này cái mình cắm xuống đây nè, mình cắm cái đầu này xuống này, cái mình để cái gác cái cây lên đây nè. À, đang mình quay nóng, mình không phải vịn cho nó nóng. Hả? Cây đó chịu nổi không cô Sáu? Nổi. Này cái tre chắc. Hả? Bây giờ thì mình tiễn lần lên. Cẩn thận nha, nước hết rồi nha con. Suối này nước nó chảy chậm chậm á chứ đầy một chút nữa là nước chảy là bữa hảm Khánh với Yến tắm này nè cô Sáu, nhén chút nữa Yến bị nước trôi á, Khánh nắm cái giò nó lại á. Ủa bữa hảm mấy bữa mà trời mưa là nhiều quá nước nó chảy mạnh như sông vậy đó Phương Anh, cái suối này nè. Nó chảy ào ào luôn. Nước ở đây là nước chảy nó nước tống, nó tống tống đạp là không chịu nổi luôn con. Không dám thò xuống tí xuống á. Không phải nước lớn của mình nữa. Cô Sáu hồi đó cô Sáu có ẩm Phương Anh xuống tắm suối phải không? Hồi Phương Anh còn nhỏ. Không, không có. Dân tộc này người ta mới sanh 3 ngày ta ẩm tắm suối chứ cô hả? Cô mà 6 7 tháng chưa dám cho nó đi. Cái chỗ này chỗ chôn nhau nhau cắt đúng của nó rồi đó, rồi nó sanh ở đây nè. Dạ. Có lại đào cái nhau bên lên đây đào cái nhau kiếm cái gúng đào cái nhau chị vậy. Hả? chị là chị đang ở quê của em á. Hồi đó cô Sáu gặp Dưỡng Sáu ở tên này rồi cô Sáu sanh Phương Anh ở tên này luôn, cho nên là Phương Anh nhắc ở tên này là Phương Anh thích lắm, tuy là hồi còn nhỏ chắc không nhớ gì đâu hả Phương Anh. Đâu còn nhớ gì đâu, nhưng mà mỗi lần mà nghe cô Sáu nói là lên đây thì cô Phương Anh thích lắm. Mình không có đẻ tên đây mà mình còn thích. Lửa giờ vừa có than mà vừa có lửa nữa, nó nóng rồi, giờ con đang quăng nướng luôn ạ. Nướng lên, nướng để cao cao lên á tìm. Cái từ từ mình hạ xuống. Người gừng chưa? Thôi để con. Thêm vài năm nữa là giống luôn á. Sở tà áo xuống, sở tà áo xuống. Sở quần xíu đâu quá ngon rồi. Sở xuống đi, ướt quần thì chút nữa thì về thay đồ. Nhà mình gần đây mà lo gì? Cao cao chút nữa mới được tiền ơi. Mới đầu mình để cao cao á. Nó để thấp quá. Đâu có mắt nào nữa đâu để. Nè. Mỡ nó chảy xuống đống than rồi Phương Anh. Thấy không? Nó khô thấy không? Để nhàng lên lên nướng xuống. Mình nướng xuống từ từ nó gáo, cái nó chín chín từ từ luôn à. Cái đống củi này nướng còn có 5 con gà cũng còn được. Rồi thật, cô Sáu nướng bắp luôn không? Nướng này còn nó kia. Hả? Tiền có mua khoai lang, mua thêm bắp nữa, vô nướng. Cái cây kìa cô Sáu, cái cây nó nhổng lên kìa cô Sáu. Mình nướng gà cao cao gì cho nó ngon ha. Ở trong rừng ngày xưa người ta trồng khoai lang, trồng bắp, trồng mì. Họ cũng đốt lửa họ nướng vậy nè. Người ta là ai cô Sáu? Mấy người dân tộc á, đa số mấy người dân tộc á. Dạ. Mấy người Kinh mình á, khi nào mà họ có rẫy trong này thì cũng họ cũng họ cũng ăn như vậy luôn. Dạ. Vậy là họ hình như người ta không ít có son nồi. Tại vì cái đồ ăn nướng lúc nào nó cũng ngon hơn. Dạ. Với lại vô trong rẫy á, nó chừng đói bụng á thì họ nhổ khoai lên nè, bắp trồng bắp sẵn nè. Dạ. Ôi con không biết đâu, hồi xưa đó mấy người mà họ trồng bắp á, nó ở trong gần rừng sâu á. Dạ. Mấy con khỉ á. Hả? Mấy con khỉ thì thường thường nó bắt chước người ta, nó buộc cái sợi dây ngang vậy nè, nó hái bắp cái nó sọt vậy nè, cái nhảy sọt cái là nó hái cái bắp kia nó dắt vô, nhưng mà nhảy tới đâu á nó rớt xuống, nó tới đâu xuống. Thiệt hả cô Sáu? Còn hồi đó hồi cô mới lên á,
con heo rừng á. Hả? Cái lúc mà nó ở là nhà cá trong rẫy á. Dạ. Gió tối là con heo rừng nó vô luôn á. Hả? Nhưng ban ngày thì không có. Hả? Vậy là khỉ nó bẻ bắp giùm mình. Bẻ bắp nó phá. Nó ăn nó không được, nó đâu biết cái nào già cái nào mà non. Vậy là nó bắt trước mình luôn hả cô Sáu? Nó thấy nó bắt trước hả? Heo rừng hồi đó nó thường hay vô nó đào khoai, đào mì của người dân. Nó ủi á ha. Hả? Hả? Còn giá mà khoảng chừng 2 giờ khuya á là con đỏ nè. Con đỏ là con gì? Con đỏ giống như con chó, giống như con bò vậy. Mà nó bao lớn? Nó bự chảng giống như con bê vậy, giống như con bò con à. Khoảng 100 kg không? Không tới đâu, chừng khoảng 50 kg trở lại à. Con đỏ hả? Ngậu quá vậy. Đêm nó như quẳng. Người ta đi xa, người ta đi săn á. Dạ. Còn khoảng chừng 2 giờ 3 giờ là khỉ nó hú dữ lắm. Dạ. Vậy là hồi đó cô Sáu nghe luôn hả? Hồi đó con ngủ con không có nghe nó kêu vậy. Người ta đi phá rẫy nhiều quá rồi. Giờ đâu còn khỉ. Sâu rừng. Vậy là hồi xưa cô Sáu ở đây là cô Sáu vẫn còn nghe luôn á. Đó, hồi đó cô ăn con tê thịt, con tê tê nè, con heo rừng nè. Hả? Họ đi săn á. Hả? Thịt khỉ nữa nè. Hả? Quay phanh quay cơ. Mấy cái bắp rồi để thuê à. Tiền chỉa luôn cũng khoai tiền. Thôi, cũng khoai để cũng khoai bình thường. Khoai để khoai lựa cho lựa hả? Lựa cho. Bỏ vô rồi nó sợ nó không chở được nó không biết nữa. Mình lấy cái bắp lên cháo thì sao bỏ khoai lang vô luôn. Khoai lang lùi to. Tiền. Chị lấy cái cây thì giúp cũng cục trái này tắt cái trái này. Nóng. Kệ nó trái ở ngoài mà. Ý là. Cái gì để đâu ta? Ăn khoai xong cái ăn bắp. Ăn bắp xong cái ăn gà xong cái ăn rau. Ăn rau xong uống nước. Uống nước vô. Cái này là bắp của Tiền. Nó thơm kinh khủng này thiếu mỡ hành. Đó là bắp gì? Không Mỹ chứ bắp gì. Bắp con khỉ. Chín ăn đây. Chín, ngọt ngay luôn. Ngọt hả? Khả lắm. Ăn có mình ngọt gì? Phan lại ăn được Phan. Ăn bắp của anh. Kìa cô Sáu cũng có nữa kìa. Ở trái này ngon hơn nè. Ăn dao á. Ăn có ai có ai thèm luôn thì cho ăn ngọt đi. Sáu cô Sáu ăn sao? Ôi nha. Ủa nó vàng nè. Đây nè. Vàng mẹ tiền. Vàng nè. Tự thấy hương giờ ăn cái này dùng đâu dùng nói nữa. Ở trên thì nóng mà ở dưới thì lạnh. Sao thử nhá. Ngon. Qua ăn thử nha. Mời các bạn nha. Nãy tự già ăn rồi bắp non ngon quá. Ngọt ngay rồi phải không? Ngọt ngay rồi. Có điều hơi khắc khắc. Nè thơm lắm. Cô cạo mấy lớp khác ra hết rồi. Ngon quá. Bắp ngon thiệt ngon hả? Quên coi chừng lấy hàm răng nha. Phải nãy biết mua thêm nhiều ăn. Mua mấy cái rồi ạ? Mua ba đá à? Người ta bán người ta không có kêu là bắp Mỹ mà người ta nói là bắp Thái. Chạy vô chạy mua thêm nè. Ngon quá. Con gà này là con gà vườn
cho nên là thịt nó ngon lắm chứ không phải là gà công nghiệp. Nãy giờ mình nướng á mà mỡ nó nhiễu xúc đập hoài vậy nè. Hồi chứ mình sợ ăn, mình sợ nướng xong rồi gà còn thịt không có còn mỡ thì ăn không ngon. Thâu câu mập lù luôn. Coi nè bè. À đây coi nè. Thử có thâu câu nữa nè. Cái này là cũng chưa có chín hôm nữa nè. Cái tôm này cũng chưa có chín hôm. Mình nướng lâu lâu chút nữa cho nó ngon. Con gà nó ngon. Mà nó công nhận nó thơm, dễ sợ thơm lắm anh. Bốc mùi, nướng nào đúng đẹp. Bốc mùi đói bụng. Vậy là mới mốt ra tiệm bán được rồi nè. Giờ mình đem gà, đem rau, đem đồ ăn vô chỗ này. Là trời có gì mời. Cách bờ suối khoảng 20 mét đi bộ. Ngồi trong đây thì ăn cho mát. Tại vì giờ thì cũng 11 giờ trưa rồi. Đó. Bày ra đây ngồi ăn luôn. Ở trên đầu thì nắng dữ lắm. Ra ngoài nhót rồi. Mà ở trong đây thì có được cái chỗ này thì nó rất là mát. Có cây sầu riêng chản có gì mời mình nè. Rồi có cây mít nữa nè. Ngồi chỗ này thì nó mát dữ lắm. Không sợ nắng nữa. Ngồi dưới suối thì ở ngoài đó thì chỉ có nướng thôi. Chứ ngồi thì cây cỏ không mà mình ngồi cũng được. Ở trong đây thì hẳn có chén dĩa có gì mời ở trong chòi luôn. Cái đầu nó ngoẻo hơn bên luôn rồi. Khoai lang nướng chín rồi. À, rau sống ở nhà cô Sáu cũng rửa rồi. Bắp mình ăn rồi. Bắp thì ăn rồi, chừa cho Dượng Mười với Dì Mười một cái. Mà ăn giờ Dì Mười mình chạy về nhà đang nấu cơm cho Dượng Mười ăn. Để mình nói Dì Mười chạy vô ăn. Tiền ngồi nhìn tiền ngồi thấy ghê quá không? Hai chân đâu rồi. Cái này nó khám không? Này, xé ra luôn anh, xé ra cái ngồi ngồi cắm cầm cầm cái này cắn cái kia. Phương Anh nóng. Thơm hay không? Thơm ha. Mà gà này nướng vừa ngon luôn á, vừa đủ ngon luôn. Gà này dai nha. Gà nuôi ở trên này ngon lắm. Gà leo núi. Gà leo núi. Gà leo núi hơn gà tắm suối. Nó leo núi xong rồi nó xuống nó tắm suối. Nó tắm suối xong rồi nó lưu bộn nó lên nó phơi lửa. Tắm nắng. Tắm lửa. Rồi chim về rồi đó. Chim của chị nó đi ăn nó về Phương Anh. Chim của chị. Ừ. Nghe không? Mà sao chim của chị? Ờ. Ở vườn gì mời nhiều chim lắm. Phương Anh không hiểu, em nói chim của chị nó không có hiểu. Sáng nó đi ăn rồi chiều nó về đây nó ngủ đây nè. Nhiều lắm luôn á. Này chắc phải kiếm cái gì đựng quá. Cái này cưng để lên tới mũ này đi. Thì chút nữa để qua. Dì Mười nói mấy cái con đó là con Sáu á. Có két nữa cô Sáu. Ừ, két này có mấy mùa bắp nó ăn bắp á, két á. Hả? Là người ta trồng bắp nhiều hả cô Sáu? Ừ thì con két này nào hình trồng có đồ ăn rồi nó chạy tới. Ôi con thơm mà. Ôi nó thơm. Đừng chặt bể dễ luôn hình. Cái này mà nướng nó vàng hết ngon. Nó vàng nó nhìn thấy nó ngon chứ mà ăn nó còn vậy là gì? Không, cái này là còn tươi mỡ thôi chứ thì nào. Vậy là ngon rồi. Mẹ nói là nếu mà nướng vàng nữa nó nhìn thấy nó ngon, cái này nó khô. Bây giờ nó còn giờ này.
chín chưa vậy? Em coi đi. Đây là cái gan cái mề. Chưa chín nha. Chưa hả? Gần chín rồi, để quạt cho nó ra khói. Đem vô cái bếp lửa của dì Mười. Dì Mười mình lúc nào vô vườn thì cũng nấu nước để sẵn cho dì Mười uống. Dì Mười cưng dì Mười dữ lắm. Mấy con chim về nó dì Mười mình nói là nó đậu ở ngoài bụi tre ở ngoài đó. Mình nghe tiếng nó từ ở ngoài đó. Dì Mười mới giờ xách bao. Ôi nãy giờ là dì Mười cuốc ở trên đồi hả? Dạ. Dì Mười vô ăn luôn. Dì Mười làm xong công chuyện rồi. Giờ ở đây gà cũng chín rồi. Giờ nó vừa mồi ra ăn luôn. Giờ xong. Ở đây mình ăn đơn giản nha. Mình ở trên rừng trên núi cho nên mình ăn đơn giản, không có gì đặc biệt hết. Chỉ có khoai nướng, rồi bắp nướng với lại con gà nướng thôi. Dì Mười của mình thì chạy về nhà nấu cơm, mà chút nữa dì Mười nói ăn trước rồi lát nữa dì Mười vô sau. Rồi ở đây có Dượng Mười, cô Sáu với hai Phương Anh, hai chị em của mình nữa. Mời tất cả ông bà, cô chú, anh chị cùng ăn với nhà của mình. Mời Dượng Mười. Mày không phải các cháu. Dượng Mười ăn tài nghệ. Gà nướng với suối. Không có gì đặc biệt hết, chỉ có với lại muối thay lên con gà thôi. Nhưng mà mở thì con gà nó ra, nãy giờ mình nghe thơm dữ lắm. Em muốn cuốn cuốn. Cái này chắc cũng đúng ăn không, chứ đâu có bỏ cái này nữa. Thịt gà mày muốn Dượng Mười tại... Được không Dượng Mười? Để tiền mua và tiền thợ thì mua chút con gà già. Cái này là cái đùi, mình chừa cho Dượng Mười nè. Cái tội dì Mười chạy về nấu cơm cho nên chữa cho dì Mười cái đùi. Gặp dì Mười không về là đâu bị ăn cái đùi hả? Phần là cô Sáu lấy thịt gà ăn đi cô Sáu. Đừng ăn gì. Cho miếng thử. Lấy cho Dượng Mười. Đây đây, đang ăn đây. Dượng Mười ơi, cái măng mà nướng nữa, nướng muối ớt ăn nó mới ngon, ăn đừng có tạm gia vị hết, đợi nướng là phải muối ớt thôi. Vậy thì cái thịt gà ra mình thấy nó ngọt. Mình chiên rồi mình mới tẩm ớt, chứ còn mà nướng chỉ có vậy thôi. Này cô Sáu cuốn bánh tráng, ai muốn ăn với bún với rau thì ăn, cho nước mắm lên. Ai cuốn bánh tráng thì cuốn. Cô Sáu xé miếng thịt gà để vô cuốn luôn. Thịt gà cuốn bánh tráng. Thì nó ngon. Đó mới vừa mở vừa chạy vàng đúng không? Tiền ăn gì vậy? Cái phô câu. Cái cục gù gù ở trên cái phô câu. Phải cuốn lần đó mà. Phô câu nha. Không ăn, rồi. Ăn đi. Cái trái tim này vậy mà. Cái đó bằng nước. Cái đó bằng nước. Cái đó bằng nước. Này phải chắc phải lấy dao sắc sắc ra giống như cơm này. Anh ta ăn rau sống. Dù mình ăn rau sống mình chan với, mình bỏ rau sống vô bún rồi mình chan với nước mắm mình ăn. Vô một cà phê là dì Mười với Dượng Mười em sáng mua đồ ăn đem vô đây rồi nấu ăn luôn trong này chứ không có về nhà hả Dượng Mười? Không, ở ngày luôn, ở cả ngày luôn chứ nếu mấy đứa đi học ở đây ở ngày luôn.
Dạ. Nhà đâu có ai đâu. Ngày bình thường không có vô một cà phê á, thì sau khi mà làm xong buổi sáng thì dì Mười chạy về nhà nấu cơm. Còn vô một cà phê rồi á thì ở trong đây công chuyện nhiều, rồi lớp canh lớp giữ, rồi với lại nghỉ ngơi ở trong này làm riết. Dì Mười nói là vô một cà phê thì ở trong đây nhiều hơn ở nhà. Dạ. Khoảng 2 tháng nữa vô một cà phê hả dì Mười? Tháng nữa. Khánh thái cà phê chứ. Có thì thuê, có thuê rồi. Không được. Hái để hái. Có cái sân thuê cũng không. Dì Mười còn không thuê người chuyên nghề lấy hái. Mà hai rồi cái này hái hình như làm trải trải bao ở dưới đất không? Ừ, trải bao đó, trải chục cây mà chuốt xuống có đập. À, hồi xưa cô Sáu tầm cây gì cô Sáu? Hồi xưa cô Sáu ở trên đây nè. Cũ trà với cà phê. Thời chị ít cà phê chứ cà phê trà nhiều. Ừ. Hồi đó là chị ra trà này, trà là đa số. Trà nhiều. Tại vì Sáu vẫn sợ xịt thuốc á. Lo chạy về với hồi đó ông nội già nữa. Lo chạy về với đúng không? Đây là cái cánh. Mình thầy mang cánh á. Mà không biết cạp được không? Chờ cạp cánh không được. Bánh này không dẻo không? Không dẻo không sao? Này nhúng nước. Nhúng nước này nó cũng có nước. Bánh sáng này bánh sáng không nhúng nước. Còn cái loại bánh sáng nhúng nước bánh này nó dẻo. Rồi bánh ăn nem nướng nè. Mà nó cũng không dai. Rồi coi vậy mà chín hết luôn, không có không có chỗ nào còn đỏ hết á. Ủa sao không vậy ta? Không phải là sao lưng quá. Sao lưng á? Có con chó không? Không. Sao kiến, nuôi kiến. Con đại chứ không sao quá. Ngon quá. Công nhận nướng củi ở trên này ngon thiệt luôn á, vợ mời. Củi chắc ha. Có mấy cái củi mà nhìn không hết. Nó chín con gà mà ăn gà không bị khét luôn mới ngon. Nướng gì mới ngon. Gà mình đâu bị khét đâu. Ừ. Ngon thiệt nha. Nó mấy đứa nướng giờ cũng vừa ngon mà giờ vừa chỉ có muối ớt là nướng này ngon nhất, không có gì bằng. Ướp là ba cái gia vị kia không ngon đâu. Thịt ba triệu này nướng sát muối với ớt thôi. Bởi giờ về dưới chỉ làm khi mà xong ở trên sân thượng là bắt cái bếp nướng gà gà nướng gà sân thượng hả? Gà hết đi gần cái xuống biển rồi cái núi rồi lên cái sân thượng luôn. Dương mời mình nói không? Dương mời mình nói vài bữa nữa. Dương mời rủ mấy người bạn đâu ở ngoài thành phố Bảo Lộc á, vô đây làm đồ ăn ăn. Bạn của Dương mời lúc trước hay vô đây chơi lắm hả Dương mời? Cái hồn này sao ạ? Từ nhỏ qua rồi mới đi bằng thọ mẹ đó. 80 tuổi. Ở đâu rồi? Ở dưới Tiền Phương. Về nhà ở đâu? Phòng nhà đâu? Ở dưới Tiền Phương. Không có ở đây này nữa hả? Không. Dạ. Đó đây cứ cái bít đi. Mấy dạ, con à? Bây giờ đi xe hơi cho nó không đi, đi chơi không ra. Mấy cái con à? Hai đứa. Ngon không? Mấy con nướng này cũng vàng ươm như chứ bộ hoa không? Giờ nó giống như giờ nó giàu vậy. Thịt gà ăn ngọt thơm mà béo. Mấy con gà leo núi chắc ăn ngon hơn mấy con gà chạy bổ với mình nữa cô Sáu. Tại vì nó này ăn trùng dế nhiều hơn. Với lại ăn bắp. Ở trên này tùng nhiều. Con trồng dế. Nó thịt ngon. Nghe rum rum. Cô Sáu lâu rồi không lên đây rồi, nay cô Sáu lên đây cô Sáu thấy làm sao?
Mình nhớ lại thấy thấy nó ổn, thời gian mình bỏ đây mình đi về quê nó cũng ổn, mà về quê thì nó cũng có cái tốt. Lợi như mình lên đây thấy. Thấy dân đây phát triển nhiều hơn nè. Có lẽ cây trồng nó xanh tươi hơn. Giờ ở đây lên thành phố rồi á cô Sáu. Hồi đó chị mới vô hình như là ba sào đất mà có 5 phân vàng ha. Đúng rồi, ngoài mặt đường á. Bây giờ tính là cả chục tỷ nếu mà nó đẹp một. Hơn nữa, nếu mà nó ba sào đất là cả mấy chục tỷ. Tụi gì hai á. Nó tụi gì hai bên hông gì hai là gì từ nhỏ. Hồi xưa thì đất quá rẻ tại vì rừng rú nhiều. Không ai vô. Vắng lắm hả cô Sáu? Coi như nguyên cái khu vực đó là không có người luôn. Đất dọn như đóng cỏ chỉ mà bò nó ăn mà không có tỏ để bò ăn. Cho nên cô Sáu mới về dưới, với lại ở dưới có ông nội về gần cha gần mẹ. Thì bây giờ lên thì thấy ổn tại vì mình không có biết trước tương lai, nếu mà ai cũng biết trước tương lai chắc ai cũng giàu hết. Tự nhiên cái đất nó lên dù dù hả Dương ơi? Nó lên về. Lên không ngờ. Mặt đất mà không ngờ cái thành nhà xếp đến đất. Chứ hồi xưa không có nhà. Chú Sáu với Dương Mười mình đang nói ở đây là nói mặt tiền lộ á. Còn đất ở Tông Dương vậy thì vẫn còn rẻ bình thường. Không, vẫn khác. Chứ khác chứ 250 300 một mét một sào chứ. Một công. Một sào á. Sao có đất có không? Chắc cả. Vậy chứ hồi xưa rẻ hơn nữa hả Dương Mười? Rẻ, đất mặt đường mà còn có 5 phân, lúc đó 5 phân 3 sào đất luôn. Dạ, ở trong này Khánh nghe dì Mười nói là Dương Mười có đất thì cho không mặn cho người ta nhảy vô mặn luôn. Đúng rồi đó, hồi đó cô gần chém muốn hết cái quả đồi đó làm đâu có hết, cho người ta kêu cho người ta cái hồi đó thằng Cà mấy anh kia kêu cho chứ ở đây là hồi đó mình khai phá đất đó mình muốn người ta ở chung cho. Vậy là Dương Sáu với cô Sáu khai phá luôn hả? Ừ, có hồi đó đất đâu đông. Chị con miếng còn miếng này, này nè, trà cành mấy trà cành đó nè, sắp bà xoài đó. Là hồi đó mua thôi, không như là đi phá đất vậy đó, lại mua đất ngoài mặt đường. Sắp bà xoài á. Hồi đó cô ở nhà đất của cái nhà của cái quán của dì hai bây giờ á. Xong cái này trảm đất đó cô mua được miếng đất kế bên cạnh của dì hai luôn. Rồi cô qua đó cô bán quán bên đó. Xong rồi cô mới bán cái chỗ đất là cho ông Trác nha, giờ ông Trác qua bán qua mấy thời kỳ nữa. Qua tới hai. Cái cô mua miếng đất ở đàn ông bà xoài. Đây là khoai nướng hồi nãy à. Bẻ ra ở tâm củ khoai bóp vô nó cứng ngắc à. Mà bẻ ra ở tâm nó dày. Hồi nãy á cô Sáu nói là sao nó cứng quá tưởng đâu không chín. Ai ngờ thật sự cô Sáu nhớ lại là khoai ở ngoài này á nó khô. Nó khoai nó khô mà nó ngọt ngay à. Mà nó bột nhiều nữa. Cô Sáu tính là về tính mua bao khoai đem gì dưỡng. Ở dưới dễ gì có khoai này. Khoai dưới khoai có biển. Đúng rồi. Khoai này là mình ở đây đất nông mai cũng để trồng trồng. Đất nông thì mà. Đất nông một lồng hồ. Chị hai hồi đó chỉ có trồng cái lỗ khoai này nè. Đất mình vậy đó bà. Chờ cho dì mời mình tới bắt. Lồng hồ hoặc là đất nông mang luôn. Cô Sáu không khoai này cô Sáu. Hên. Tôi tính là chị này về mua một bao măng. Bao măng măng rồi bữa họ luộc rồi đem về. Cô Sáu mình nghe mình giới thiệu chè nè, là hồi tối này đi ăn chè rồi. Cô Sáu ăn được hai phần. Vẫn còn thấy ăn được nữa. Nghe mình giới thiệu măng. Cũng nhớ lại hồi đó ăn măng ngon quá, giờ mua bao đem về. Bao đem về không ăn không thì đều thiếu bà con. Đi ăn chè đây. Khoai nè. Rất là ngọt, rất là bột, ngon lắm luôn. Khoai này kêu bằng khoai gì của sao? Không biết hồi xưa dì hai kêu bằng khoai hột gà. Khoai này không phải khoai Đà Lạt, tại vì khoai Đà Lạt thì cái màu của nó cái đỏ đậm, nó đỏ đậm hơn. Cam luôn. Còn khoai này cái màu của nó giống như cái lòng đỏ hột gà mà mình luộc rồi á. Mật. Này không có mật. Mà nó là trong củ khoai có nước. Khoai Đà Lạt có mật. Con này giống như cái trồng đó hồng gà. Dùng hồi đó dì hai kêu khoai hồng gà chứ không. Nhưng mà khoai này mắc hơn ở dưới quê mình á. Khoai này ở dưới không có. Khoai này 25.000 ký á. 25.000 không sao? Phải rồi. Đúng rồi đó. Tại vì khoai này hiếm có đó. Đắt hơn gạo luôn hả? Mắc hơn gạo luôn. Đúng rồi. 25.000 ký. Như chịu năng khoai từ cơm à. Ai đây?
ăn xanh. Ăn đi, than nè. Ôi nhìn thầy cô cũng không thấy. Ở có nào mình bóc lộn cái cục than không chị? Lấy dao á, tập tập ra cạo cái vỏ ra, cạo cái đen ra. Mình lên tên này cũng được mấy lần rồi, nhưng mà lần này á thì mình lên đây mình làm, mình được trải nghiệm nhiều thứ thì cũng rất là vui. Khánh cũng cảm ơn nhiều người ở đây tạo điều kiện cho Khánh nhiều dữ lắm. bữa nay thì có cô Sáu Phương Anh lên đây cũng vui lắm. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất nhiều. Nếu như các bạn thấy thích thì nhớ like và xem hết quảng cáo để ủng hộ giùm Khánh. Còn bây giờ thì cả nhà Khánh xin chào và hẹn gặp lại. Phương Anh kìa.